Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, ekip sản xuất chương trình xin gửi lời kính chúc tới quý khán giả có được sức khỏe dồi dào, vui vẻ và hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, mở đầu phần sổ tay học với hướng dẫn chăm sóc da trong những ngày Tết và tìm hiểu về bệnh viêm mũi dị ứng. Phần hỏi đáp y tế là những lưu ý về bệnh tiểu đường qua cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ. Cuối chương trình là câu chuyện y tế về bí quyết sống thọ của cụ Kỳ. Tết đến là giai đoạn bận rộn với nhiều hoạt động, những buổi tiệc đôi khi khiến bạn bỏ quên các bước dưỡng da. Ngay sau đây, Hoa Ngọc Dung, huyện Tiên Lữ sẽ chia sẻ bí quyết dưỡng da ngày Tết để giúp bạn có làn da luôn rạng rỡ, tươi tắn. Tết là dịp đặc biệt quan trọng để chúng ta đi thăm hỏi người thân, bạn bè cũng như là họp mặt gia đình. Chính vì vậy mà chị em luôn sẵn sàng make up trang điểm để mình trở lên thật xinh đẹp, lung linh, rạng rỡ vào những ngày này. Và đó cũng chính là lý do mà chị em cần phải làm sạch da thật sâu sau một ngày dài như vậy. Và các bước làm sạch da mặt sẽ bao gồm tẩy trang, sữa rửa mặt và tẩy da chết. Ưu tiên sử dụng tẩy trang dạng oil hay là dạng gel. Sử dụng tẩy da chết 1 đến 2 lần trên 1 tuần để loại bỏ đi các tế bào sừng, các tế bào già đã chết trên da, giúp cho da của chúng ta trở nên thông thoáng. Thứ hai đó là cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da. Vào dịp Tết thì việc chúng ta di chuyển đi lại nhiều cũng như là việc chúng ta ăn uống nhiều dầu mỡ, kẹo ngọt hay là bia rượu cũng sẽ khiến cho da của chúng ta bị stress, căng thẳng. Do đó lúc này chúng ta sử dụng một miếng mặt nạ cấp ẩm cũng giống như một liều thuốc an thần, giúp da của chúng ta giải tỏa căng thẳng stress. Bên cạnh đấy thì việc chúng ta sử dụng thêm serum dưỡng ẩm có chứa các cái thành phần như là glycerin, HA cũng giúp cho da của chúng ta được cấp ẩm từ sâu bên trong, nuôi dưỡng cho làn da của chúng ta luôn khỏe mạnh, rạng rỡ. Thứ ba đó là đừng quên sử dụng kem chống nắng. Vào dịp Tết thì các chị em hay trang điểm, do đó mà cần phải sử dụng như là phấn khô, phấn nước hay là phấn má. Và khi mà sử dụng các loại phấn này thì chị em lại quên đi mất là phải sử dụng kem chống nắng. Và việc chị em quên sử dụng kem chống nắng sẽ khiến cho da của chúng ta dễ tổn thương, đặc biệt là tổn thương do tác hại của các tia UV gây ra. Đó rất dễ gây ra các tình trạng bệnh lý về da như sạm, nám, tàn nhang. Do đó chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái loại phấn make up, nhưng trước khi sử dụng nó thì chúng ta hãy dưỡng da và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da của chúng ta một cách tốt nhất nhé. Thứ tư đó chính là thực hiện các động tác massage mặt, nâng cơ mặt. Những động tác massage mặt cơ bản không chỉ giúp ta thư giãn mà việc massage còn giúp tuần hoàn máu rất là tốt, do đó mà sẽ khiến cho da của chúng ta trở lên hồng hào và tươi trẻ. Bên cạnh đó, các cái động tác massage cơ bản còn giúp chúng ta xóa nhăn một cách rất là hiệu quả. Hãy thực hiện động tác này để da của chúng ta trở lên trơn hơn, mượt hơn. Động tác thứ hai đó chính là động tác xóa nhăn vùng mắt. Chúng ta hãy xóa nhăn theo chiều rương cơ, bắt đầu từ phía dưới hốc mắt này, để hai cái tay này từ phía hốc mắt này và chúng ta sẽ kéo lên trên thái dương. Và động tác này chúng ta hãy lặp đi lặp lại đến 20 đến 30 lần mỗi ngày. Động tác tiếp theo là động tác nâng cơ vùng má. Và mọi người có thể nâng cơ vùng má theo cái chiều như này, tức là chúng ta sẽ đi, tay chúng ta sẽ đi từ cằm đi lên. Đó, đây là một động tác rất là dễ thực hiện nhưng mà nó đã mang lại hiệu quả cực là cao. Đấy. Đây là một động tác mà ai có thể dễ thực hiện được. Hoặc là chúng ta có thể nắm tay như thế này và dùng đầu này, và được dùng đầu ngón tay này để chúng ta miết lên. Đó, vì nó như thế này thì dễ là thực hiện hơn những động tác trước. Và cuối cùng là chúng ta cần phải ngủ đủ giấc cũng như là uống đầy đủ nước. Viêm mũi dị ứng là một trong các tình trạng phổ biến ở nước ta hiện nay, nhất là vào lúc thời tiết giao mùa. Hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi và nhiều triệu chứng khác có thể xảy ra cùng một lúc. Dù không nghiêm trọng, nhưng viêm mũi dị ứng cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt thường ngày, có thể gây biếng ăn, kém ngủ, học tập không tập trung ở trẻ nhỏ. Để hiểu rõ hơn về bệnh viêm mũi dị ứng, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Phùng Thị Bích Việt, phụ trách khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Viêm mũi dị ứng thì là một bệnh lý di truyền miễn dịch biểu hiện đặc trưng bởi tình trạng viêm niêm mạc mũi với các triệu chứng như là ngạt mũi, chảy mũi, hắt hơi, ngứa mũi. Bệnh thì gây ra do quá trình phản ứng miễn dịch qua trung gian IgE khi tiếp xúc với yếu tố dị nguyên. Thì viêm mũi dị ứng thì do rất nhiều nguyên nhân. Thông thường đối với trẻ nhỏ thì nguyên nhân bệnh là theo mùa, ví dụ như là phấn hoa, lông chó, lông mèo,
hay là do những thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường. Khói thuốc lá cũng là một trong những cái yếu nguyên nhân mà rất hay gặp gây ra tình trạng viêm mũi dị ứng ở trẻ nhỏ. Viêm mũi dị ứng thì được biểu hiện với 4 triệu chứng cơ bản và đặc trưng. Thứ nhất là tình trạng ngứa mũi. Thì ngứa mũi thì có thể đi kèm với cả tình trạng ngứa mắt, sưng nề mắt. Thứ hai là triệu chứng chảy mũi. Chảy mũi thì sẽ chảy thành dòng, trong như nước lã. Thứ ba là triệu chứng ngạt mũi, thì trẻ thường là ngạt mũi rất nhiều. Đấy, khi nhỏ thuốc co mạch thì trong những giai đoạn đầu thì còn có tác dụng. Về sau thì gần như là cái thuốc co mạch thì tác dụng rất là kém. Tình trạng hắt hơi. Thì hắt hơi thì ở trong viêm mũi dị ứng thì trẻ sẽ có tình trạng là hắt hơi thành từng tràng dài 5 đến 10 nhát liên tục. Viêm mũi dị ứng thì là một cái bệnh lý thông thường thì không đến nỗi nặng thì phải nằm viện, nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuộc sống. Đấy, thì một số thuốc mà cơ bản điều trị viêm mũi dị ứng thì có hai loại là đường toàn thân và tại chỗ. Toàn thân thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc mà chống dị ứng, đó là các thuốc kháng histamine hay là corticoid. Và về đường tại chỗ thì chúng ta cũng có thể sử dụng, hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều thuốc xịt mũi và có kháng histamine và corticoid kết hợp. Thứ hai là khi mà trẻ ngạt mũi thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc co mạch. Và thứ ba là chúng ta thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ mũi đường hô hấp của trẻ bằng nước muối sinh lý thông thường. Thì để dự phòng cái tình trạng viêm mũi dị ứng diễn ra ở trẻ nhỏ thì thứ nhất là các bậc cha mẹ thay đổi môi trường sống cho con, tránh cho con tiếp xúc với những cái yếu tố dị nguyên như là lông chó, lông mèo, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, thoáng mát, chăn màn, quần áo thì mình giặt sạch sẽ, phơi khô thoáng. Thứ hai là thường xuyên đeo khẩu trang cho con khi ra đường, khi tiếp xúc nơi đông người. Thứ ba là tránh cho con tiếp xúc với khói thuốc lá. Thứ tư là kích thích con tham gia tập luyện thể dục thể thao để có thể nâng cao cái sức đề kháng từ bản thân vốn có của các con, để có thể có một cái sức khỏe tốt nhất để chống lại những cái yếu tố dị nguyên. Những ngày Tết, cuộc sống của người bệnh đái tháo đường thường bị đảo lộn rất nhiều so với ngày thường. Ăn ngủ không đúng giờ, ăn vặt do phải tiếp khách liên tục hay quên uống thuốc. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến bệnh trở nên nặng hơn. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Hằng, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng tìm hiểu về căn bệnh này trong những ngày Tết. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ là, thưa bác sĩ, tiểu đường là gì ạ? Đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa và được đặc trưng với cái tình trạng đó là lượng đường ở trong máu luôn cao hơn so với mức bình thường, và do cơ thể thiếu hụt về bài tiết insulin hoặc là đề kháng insulin hoặc là cả hai, dẫn đến các cái rối loạn chuyển hóa quan trọng về đường, đạm, mỡ hay là chất khoáng vân vân ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tại sao Tết lại là cái thời điểm mà dễ ảnh hưởng đến lượng đường huyết của bệnh nhân tiểu đường ạ? Năm hết Tết đến thì chúng ta thường bận với các cái công việc như là dọn dẹp nhà cửa hay là mua sắm đồ đạc, thì mọi thói quen sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ hay là dùng thuốc tập luyện của chúng ta thì đều bị đảo lộn. Do vậy là ảnh hưởng rất nhiều đến cái lượng đường máu của chúng ta. Thứ nhất là về chế độ ăn thì đầu tiên đó là sử dụng quá nhiều rượu bia thì có thể dẫn tới ảnh hưởng tới cái mức đường máu của mình, có thể tăng quá mức hoặc là hạ quá mức đường máu. Thứ hai đó là trong những cái ngày bình thường thì người bệnh có thể quản lý rất tốt cái chế độ ăn của mình, nhưng mà đối với những cái ngày Tết thì họ thường bị quyến rũ bởi các cái thực phẩm làm tăng đường máu nhiều, ví dụ như là bánh chưng, bánh tét, xôi, giò hay các cái thực phẩm chiên, đồ chiên rán, thức ăn nhanh hay là mứt, kẹo Tết. Trong những cái dịp Tết chúng ta sẽ hay đi lễ hội hay là chùa chiền, du lịch dài ngày, do vậy là sẽ ảnh hưởng đến việc dùng thuốc của chúng ta, đường máu sẽ kiểm soát khó hơn, chúng ta có thể quên uống thuốc hay là ngừng hoặc là không tiêm insulin hoặc hết thuốc mà chưa đi mua thuốc được thì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến đường máu của chúng ta. Và nữa đó là đối với những có một số bệnh nhân có tư tưởng đó là khi mà Tết đến chúng ta sẽ ăn nhiều hơn, do vậy chúng ta tự ý tăng liều thuốc lên thì đấy cũng là một quan điểm hoàn toàn sai lầm, thì cũng sẽ dẫn đến cái mức là đường máu của chúng ta bị ảnh hưởng. Thứ ba đó là Tết thì chúng ta sẽ ngưng tập thể dục thì cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng đường máu của chúng ta. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bệnh nhân cần có những lưu ý gì trong dịp Tết?
Thứ nhất là có chế độ một chế độ ăn khoa học, giảm tiêu thụ các cái thực phẩm làm tăng cái lượng đường máu sau ăn quá nhiều. Ví dụ như các cái thực phẩm giàu tinh bột, giàu lượng đường là bao gồm có bánh chưng này, bánh tét này, xôi, giò, thịt mỡ hay là mứt, bánh kẹo. Thứ hai là chúng ta nên uống nhiều nước hơn so với mọi ngày. Lượng hoa quả chín thì chúng ta ăn ở mức là 150g, tức là một lạng rưỡi quả chín trong vòng một ngày. Chúng ta sẽ vẫn phải luyện tập thường xuyên và đều đặn, duy trì theo như kế hoạch bình thường. Thứ ba nữa là phải dùng thuốc đều, không được bỏ thuốc. Như chúng ta đã biết ấy, thì đối với những bệnh nhân tiểu đường thì cái quá trình điều trị, nếu như chúng ta bỏ điều trị một ngày thì sẽ ảnh hưởng tới cái việc là dẫn tới biến chứng sau này thì rất là nghiêm trọng. Có những bệnh nhân mà tức là vì sợ Tết quá mà chúng ta lại ăn kiêng khem quá mức thì cũng có thể dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng, và như thế thì lại sẽ làm càng nặng thêm cái tình trạng bệnh của chúng ta. Vậy thì khi bệnh nhân gặp những triệu chứng nguy hiểm nào thì cần đến các cơ sở y tế thưa bác sĩ? Trong những ngày Tết ấy ạ, thì chúng ta có những cái biểu hiện, ví dụ như là biểu hiện của tăng đường máu kinh điển, ăn nhiều này, uống nhiều, khát nước, có vết thương mà lâu lành thì đó cũng có thể là dấu hiệu gián tiếp của việc tăng đường máu. Thứ hai nữa đó là chúng ta thử đường máu ở tại nhà mà đường máu quá cao hoặc là quá thấp, hoặc là trong những cái biểu hiện mà chúng ta có những cái dấu hiệu của nghi ngờ khi mà nhiễm toan ceton chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta có nôn này, đau bụng này, thở nhanh hay là hơi thở có mùi của ceton, tức là mùi hoa quả thối đấy, hay là rối loạn ý thức, thì chúng ta cũng phải đến viện. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Năm nay đã ở tuổi 90, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ Nguyễn Thanh Kỳ, thôn Triều Tiên, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Chăm đọc sách, yêu lao động, tập thể dục thường xuyên và ăn uống điều độ là những bí quyết được cụ chia sẻ để có được cuộc sống vui, sống khỏe bên con cháu. Một ngày của cụ Kỳ bắt đầu bằng thói quen đạp xe mỗi sáng, rèn luyện sức khỏe và chăm chỉ lao động, không để bản thân lúc nào nhàn rỗi, đã giúp cụ có một sức khỏe dẻo dai. Gà trong chuồng, rau trong vườn, cá trong ao, tất cả đều được bàn tay cụ chăm sóc. Đã trải qua 90 mùa xuân, cụ vẫn rất minh mẫn, hoạt bát, nước da hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt tinh anh không cần phải đeo kính. Thời gian rảnh rỗi, cụ thường đọc sách và đi bộ quanh làng. Trong ăn uống, cụ Kỳ cũng không hề kén chọn. Không có bí quyết gì đâu, chỉ tập thể dục buổi sáng, sáng nào ra quét sạch đường đấy. Mỗi một ngày tôi phải đi xe đạp nửa tiếng. Ví dụ đi xung quanh làng, xong rồi thì vào tưới rau. Hàng ngày bây giờ ăn chỉ độ hơn bát cơm đấy, còn ăn rau, hoa quả, không dám ăn nhiều thịt. Chủ nhật các cháu nó về tập trung đông, thế thì trong gia đình sẽ tổ chức ăn uống nó vui vẻ. Tôi thấy thế là hạnh phúc và sống khỏe. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Kỳ vẫn nhớ rõ những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Tên tuổi của 8 đứa con, 17 người cháu và 30 đứa chắt, cụ đều nhớ rất rõ. Đời sống của cụ Kỳ rất thanh thản, cụ sống chan hòa với những người xung quanh, làm tấm gương cho các con, các cháu. Cụ vẫn thể dục thể thao, vẫn tham gia gọi là phong trào, rồi là về nhà là vẫn cây cối hoa quả, các thứ chăn nuôi, cụ vẫn phải phấn đấu và phát triển và làm như thế này thì các cháu là vẫn phải phát huy, các con các cháu phải phát huy lên để cho lấy cái gương của cụ này là noi theo, xung quanh làm xóm là ai quý cụ. Thôn Triều Tiên có 9 cụ cao niên đón xuân thứ 100, gần 90 cụ trên 90 tuổi và hơn 200 người cao tuổi trên 80. Cụ Kỳ và các bậc cao niên trong làng đều cho rằng chính không khí trong lành, lối sống hiền hòa đậm đà tình cảm của người dân nơi đây là bí quyết giúp nhiều người cao tuổi trường thọ. Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bảo Khê thì có cái nghị quyết chuyên đề về chăm sóc người cao tuổi, và hàng năm thì phát động cái xây dựng cái quỹ chăm sóc người cao tuổi, thăm và tặng quà mừng thọ cho các cụ. Không có một liều thuốc kỳ diệu nào, với cụ Kỳ, bí quyết để kéo dài cuộc sống của mình đơn giản là việc được vui vầy bên con cháu, được sự quan tâm của bà con, làng xóm và các cơ quan đoàn thể. Đó chính là quà mừng thọ quý giá nhất, không chỉ với cụ Kỳ mà còn với rất nhiều người cao tuổi khác tại địa phương mỗi dịp Tết đến xuân về. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được dừng lại tại đây. Kính chúc quý khán giả năm mới Quý Mão an khang thịnh vượng. Kính chào và hẹn gặp lại.